Bài hát đầu tiên là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng vào mỗi tối thứ hai lúc 8 giờ 30 tối trên kênh VTV3. Trên sân khấu của bài hát đầu tiên với mỗi chương trình sẽ là sự dành riêng cho một ca sĩ thần tượng. Họ là những người đã tạo nên những làn sóng từ hơn 20 năm trước cho đến những người tạo nên hot trend hiện tại. Và hơn thế nữa, đây sẽ là sân khấu mà các ca sĩ thần tượng được gặp gỡ với những fan hâm mộ nhất của mình. Thưa quý vị, đến với bài hát đầu tiên, chúng ta không chỉ được nghe lại những bản hit đình đám làm nên tên tuổi của họ, chúng ta còn được nghe họ lần đầu chia sẻ những cái bí mật và đặc biệt là tận hưởng cái không khí tuyệt vời giữa thần tượng và người ca sĩ. Còn chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bài hát đầu tiên. Mọi người hay nói khi trở thành một đứa con cưng của khán giả thì chúng ta cũng có những trách nhiệm ngược lại với khán giả, đúng không? Và anh nghĩ rằng cho dù áp lực như thế nào đi chăng nữa thì những người của công chúng họ luôn luôn lấy tình cảm của khán giả để bù đắp, để làm cho họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và ngày hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được nghe những câu chuyện rất hay về áp lực, về câu chuyện của fan hâm mộ và rất nhiều thứ nữa. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành những giây phút đặc biệt để chào đón một người mà hôm nay sân khấu này sẽ là của anh ấy. May mắn khi được lắng nghe giọng ca làm tỏa sáng cả bầu trời đêm, giọng ca làm náo nức lòng người. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Tình cha ấm áp như vầng tay dương. Dòng nhạc sớm này đang ăn khách, tự nhiên cứ đi hát nhảy lung tung như giống con khỉ vậy. À, chê mình. Ngoài cách xa em, anh chỉ có nhìn cái ánh mắt, cái nụ cười của đại gia đình có một cái gì đó nó mãnh liệt lắm. Lấy cái tình cảm đó, đó là lấy những cái động lực cho mình. Xin trân trọng giới thiệu danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Có thương một người còn mơ những lúc đón đưa trong đời, ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời,
tình rồi đây phải thôi. Chỉ còn mình ta đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đi rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mưa gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ ta khóc duyên bè ba. Từ khi quen nhau xây cho tình yêu điên cuồng, anh như là một gã điên lạc vào trong thương đường, xây xưa vào nét đen, đắp đuối vào cổ say. Trong trái tim anh luôn chỉ có em mà thôi. Anh mơ được cùng em đi về đến cuối trời, bên nhau xây hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng nếu rồi em ơi, giấc mơ đã hết rồi khi anh nhìn thấy em đi cùng với một người em yêu. Đêm nay em đi với ai, vừa chợt thấy âm tư trong tay với ai trên đường phố, làm lòng anh nói anh đau. Em đâu yêu em nào thấu, thầm gọi tên em yêu cớ sao em ơi. Em lại ngoài mặt quên tình anh, mà dường như em đâu có nghe đâu có hay. Em nào thấy một mình anh đứng đây dưới mưa làm tan nát một mình trong đơn côi, một trong vai thôi tình trai với em yêu ơi. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi em nét mi đượm buồn, giận hơn chi em chút thêm muộn phiền. Giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng, vắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa. Tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em, người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào còn nhớ. Vâng, em thấy anh thì rất nóng rồi. Không biết anh có muốn nói lời gì với khán giả đang cũng rất nóng ở dưới kia không ạ? Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi. Nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời. Không quên tấm thân nhỏ bé, xin kính chào đại gia đình. Sơn,
Phải nói rằng là anh vừa có một phần biểu diễn quá ấn tượng. Và song song phần biểu diễn đó là một cái phần giới thiệu chào khán giả ấn tượng không kém. Và có lẽ nó đã làm nên thương hiệu của nam danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn rồi. Từ đâu mà anh lại có cái ý tưởng giới thiệu tấm thân nhỏ bé rồi đại gia đình như vậy ạ? Khi mình lên sân khấu được đại gia đình yêu mến rồi, mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Thì chính những tình cảm yêu thương đó, nó là một cái sức mạnh vô hình tiếp sức cho Ngọc Sơn và bơm một luồng không khí, một cái luồng hơi thở và trong trái tim mạch máu của Ngọc Sơn nó chảy và nó đập như vậy. Ngọc Sơn yêu đại gia đình lắm, cho nên dù mọi người có tôn vinh có như thế nào đi chăng nữa thì Ngọc Sơn vẫn là tấm thân nhỏ bé. Xin kính chào đại gia đình. Đây là một phần chào rất đặc biệt, nhưng còn đặc biệt hơn khi ngày hôm nay ngồi ở đây thì không chỉ tôi, Hương Giang và tất cả khán giả, chúng ta lại được nghe lại những tuyệt phẩm từ những năm 80-90 của anh Ngọc Sơn. Hồi đó tôi còn nhớ rất nhiều những gia đình có băng cassette và luôn luôn có những bài hát này. Có lẽ rằng lúc đó thì những người nhạc sĩ như anh Ngọc Sơn khi sáng tác ra bài cũng không nghĩ là sẽ trở thành hit đâu, đúng không? Mà tất cả đều do khán giả, và họ đặt tên là tuyệt phẩm cũng chính từ khán giả. Và em nhớ là anh Ngọc Sơn có rất nhiều những cái lần đầu tiên. Ngay như những bài hát vừa rồi thì nó khoảng độ năm 90, tức là lúc đó em còn đang học ở nhạc viện. 87. Thế mà anh ấy đã biết hát nhạc rap. Quý vị có thấy đặc biệt không ạ? Tôi thì thấy điều này rất đặc biệt. Thưa quý vị, là 87 thì lúc đấy Hương Giang còn chưa ra đời. Dạ. Bố mẹ em lúc đấy là còn chưa nghĩ đến chuyển sinh ra em. Mà quý vị ơi, nói chung là ngọt như cam vắt từng câu là từ những cái năm đó rồi thưa quý vị. Cảm ơn em, anh xúc động quá, cảm ơn lời khen của Hương Giang. 87 sáng tác những bài như là Trước đó thì lã lòng mẹ, rồi Giận hờn 1 đó, rồi Giấc mơ buồn 88, rồi cuối cùng cuối tầm 88-89 là bắt đầu độc rap. Hồi đó là coi như là ngẫu hứng thôi, chứ thực sự là toàn là rap tiếng nước ngoài. Mình đưa vào cái rap tiếng Việt Nam thì người ta ngạc nhiên lắm, rồi nhảy nhót trò này trò kia, rồi quay và luyện gối, tập cũng dữ lắm, tập mà phải khóc luôn đấy cả nhà. Anh có thể cho em hỏi luyện gối là như nào không ạ? Mỗi người có một cái sức mạnh khác nhau, và đôi khi Ngọc Sơn cũng may mắn là cha mẹ cho cái xương của Ngọc Sơn trong các anh chị em là xương cứng nhất, là tại vì Ngọc Sơn hay cứ tập gì đó. Em bây giờ em thử nhá, quý vị để cho tôi thử xem là xương của tôi ngồi khó đấy. Ví dụ muốn chuyển tải anh cái xương này, đây là cái sức khỏe phải tốt, phải có sức khỏe chứ không phải bình thường là có được những động tác đó, cho nên Ngọc Sơn tập luyện dữ lắm. Thôi em hỏi rằng là cái ý tưởng nào mà anh lại nghĩ rằng là mình đưa rap vào? Em nhớ là thời điểm đó là rap nó chỉ có trên thế giới thôi, còn Việt Nam lúc đó là hình như là mọi người vẫn rất là đắm say với cả các âm nhạc trữ tình này, giống như anh nói pop này, ballad này, rock này. Thời đó thì Ngọc Sơn nghe rất nhiều nhạc của Michael Jackson. Hồi đó là đâu có TV mà xem, đi xem lén và nhớ cái image, những cái hình ảnh của Michael nhảy trong đầu mình. Và mình nghe những cái giọng bài rap của Ice, Alright Stop, Ice Baby, Baby đó, Vanilla Ice. Rồi mình thuộc, bắt đầu mình nghĩ, ủa tại sao cái giọng hay vậy? Mình nghiên cứu cái giọng của nước ngoài, nghe cả mình nghe những cái intonation của nước ngoài dưới này. Now ladies and gentlemen, please welcome undisputed, undefeated champion of the world. Wow. Xin lỗi, nói còn rất nhiều cái giọng của người tiếng người Anh, họ còn có lên xuống ghê. Vâng, anh nghiên cứu rất kỹ đấy. Thì Sơn học rất nhiều ngoại ngữ khác nhau. Ngọc Sơn thấy rằng cái tiếng Việt mình tại sao không có khai thác bằng tiếng rap, và Ngọc Sơn đưa những rap tình cảm vào. Hương Giang biết không, anh Sơn còn có nhiều cái đầu tiên hơn nữa. Em còn nhớ là anh có ban nhạc đầu tiên này, vệ sĩ đầu tiên này, rất nhiều. Anh có nhớ về những cái đầu tiên của mình trong sự nghiệp không ạ? Thưa với đại gia đình, Ngọc Sơn có một cái passion, một cái khát khao ghê gớm lắm. Ngọc Sơn muốn trở thành một cái gì đó có tiếng để thế giới biết đến con người Việt Nam mình. Đó là sự lao động, có là trí tuệ. Nếu mà Ngọc Sơn không làm được thì ít nhất mình cũng bổ cho chính mình. Mình học mà, học nữa học mãi. Lần đầu thì cố ép mình học, sau đó thành thói quen, cho đến bây giờ cũng vậy. Càng ngày cái vốn kiến thức nó càng nở ra nữa. Suốt đêm cũng ngày nghe cái này, nghe điều kia. Thì hồi đó thì Ngọc Sơn muốn đưa cái rap Việt Nam mình là phát triển lên, nhưng mà tại vì hồi đó có quá nhiều thứ để làm. Đưa tình cha lòng mẹ vào nhạc trữ tình, Ngọc Sơn muốn chứng tỏ là những người nghe nhạc trữ tình này không phải chỉ những bài hát ủy mị, mà có những tình cha, có lòng mẹ, có yêu quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam mình. Nhưng mà thưa quý vị, người ta vẫn hay nói rằng là khi mà chúng ta đi đầu, tất nhiên nếu thành công thì nó sẽ rất là rực rỡ, rất là vẻ vang. Nhưng nếu như nó có bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng sẽ là cái người giống như là chịu trách nhiệm cho chuyện đấy. Lần đầu tiên ở những cái năm như vậy, thưa quý vị, người nghệ sĩ thời điểm đó không có những cái công cụ như là internet như bây giờ. Để mà gặp được một người nghệ sĩ với khán giả là một điều vô cùng khó.
tại sao thời điểm đó anh lại đầu tư là một dàn vệ sĩ đi cùng này, ban nhạc của mình này, đưa rap vào trong nhạc xến. Cái giá của cái người đi đầu cụ thể là nam danh ca Ngọc Sơn thời điểm đó, anh đã nhận về những cái áp lực gì? Vâng, đầu tiên là một nghệ sĩ với một người chị thân của mình và các nhà bầu show chửi trước. Dòng nhạc xến này đang ăn khách, tự nhiên cứ đi hát nhảy lung tung như giống con khỉ vậy. À, chê mình. Người ta nói thôi Ngọc Sơn đừng làm vậy. Thấy không các anh chị lớn không? Các tượng đài của Bolero kìa, ông mặc đồ vest sang trọng đàng hoàng. Thôi trời ơi mày làm cái gì kỳ vậy Sơn? Rồi mọi người cứ phản đối. Tôi nói ủa thần tượng sụp đổ, sao tôi đang nghe trữ tình, sao bây giờ nhảy kỳ vậy? Thì sau đó bà Ngọc Sơn nói không, không có gì không đẹp hết. Vấn đề là mình chưa làm điều đó đẹp được thôi. Thì Ngọc Sơn mới luyện từng bước nhảy, khai thác từ động tác cơ bắp nhảy. Người Ngọc Sơn đã học và thầy đã nói là con ơi con nhảy từ cọng tóc, từ thớ thịt trong con người, cái ngôn ngữ của cơ thể. Ngọc Sơn dùng tất cả và học nghiên cứu tất cả và áp dụng vào khi giảm phóng được cơ thể. Cả nhà thấy Ngọc Sơn đứng nhún một cái là có động tác vai như thế nào, động tác đưa tay đưa chân như thế nào. Mà muốn có được như vậy phải có sức khỏe. Lần đầu tiên rất là mệt, nhưng bây giờ thì nó quen rồi. Thì nó bây giờ mình sung sướng không biết nhờ trời thương hay sao mà càng nhảy càng sung. Kỳ vậy. Càng nhảy nó càng sung kỳ lạ lắm. Ngọc Sơn hạnh phúc với tất cả những điều đại gia đình dành cho, những lời yêu thương và mang ơn nghĩa. Kiếp này trả không nổi thì qua kiếp sau. Thương lắm, đôi khi hay khóc thầm và cảm ơn những gì ai đã trách móc mình. Có điều đúng, điều sai, ai chửi mình, trách móc mình cũng cảm ơn. Tại cuộc đời là thế đấy. Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến, lòng thẳng ngay trước muôn sự đổi thay. Cuộc sống nó phải là như thế. Đó mới là cuộc đời của con người. Cho nên là Ngọc Sơn cảm thấy vui với tất cả mọi thứ. Và nhờ cái sự va chạm đó, Ngọc Sơn mới lớn lên. Đúng như là Ngọc Sơn nói thưa quý vị. Vệ sĩ, ban nhạc, rap, tiếng Anh ở thời điểm đó, chắc chắn đó là những cái đầu tiên của anh Ngọc Sơn. Và để chúng ta tìm hiểu thêm về anh Ngọc Sơn thì quý vị nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tất cả những thứ thấp hơn cái tốt nhất đều là tội lỗi. Đối với người nghệ sĩ, nghĩa là phải đi to the top, go to the top, nghĩa là phải học, lao động hết mình. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ai biết ông trời làm lệ rơi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Còn có bên cạnh Hương Giang ngay lúc này, vâng, một người đàn ông có quá nhiều những danh xưng. Và cái danh xưng chúng ta không thể tự gọi bản thân mình, đúng không ạ? Người nghệ sĩ không thể nào mà tự quy định mình là ai, mà chỉ có khán giả mới có thể quy định người nghệ sĩ ấy. Vậy thì khoảng bao nhiêu danh xưng đó anh còn nhớ hết được là họ đã gọi anh với những cái từ ngữ, những cái mỹ từ đẹp đẽ đến như thế nào không ạ? Ngọc Sơn rất là cảm động trước những cái tình cảm đại gia đình dành cho mỗi người gọi theo một cái cách. Ngọc Sơn hiểu rồi, Ngọc Sơn nói thôi đừng gọi tôi gì, tôi ngại lắm. Nhưng mà người ta thích như vậy. Nhiều cái danh xưng này nọ Ngọc Sơn không có kể ra hết. Em kể cho, em kể cho. Quý vị, anh không dám nói để Giang nói ạ. Nhưng Giang có nhớ không? Dạ em. Thưa quý vị, siêu sao. Siêu sao này, danh ca này. Rồi, ngày xưa là ông Hoàng, rồi đủ các cái mỹ từ hết. Nhưng mà trong số tất cả những từ mà khán giả đã dành cho anh thì anh thích danh xưng nào nhất? Riêng Ngọc Sơn, Ngọc Sơn chỉ mong rằng Ngọc Sơn là tấm thân nhỏ bé nằm trong một góc nhỏ của trái tim đại gia đình là Ngọc Sơn hạnh phúc nhất rồi. Xin đa tạ, xin cảm ơn. Một ước muốn rất bình thường của một người nghệ sĩ chân chính. Và em thì em nghĩ như này, ở vị trí của anh trong suốt bao nhiêu năm vừa qua thì chắc chắn là có những lời khen của khán giả, có những sự đáp ứng với khán giả. Vậy thì anh dùng cách như thế nào để gần như là chúng ta đối đãi với khán giả, đáp lại họ, hay chúng ta đi theo cách của riêng mình? Trong khi quá trình học nghiên cứu nhiều ngoại ngữ thì Ngọc Sơn có nói với dạy cho các học trò này, you have to know how to adapt yourself to new environment. Nghĩa là bạn phải biết, đúng cách, không? Đúng rồi, hòa nhập mình vào cái môi trường mới. Giống như là ăn theo thời, ở theo thời thôi. Khi mà Ngọc Sơn đi hát, đã thật với cả nhà đi hát đám cưới. À, đám cưới hãnh diện lắm. Mọi người ta nghĩ, tôi không hát đám cưới nhưng Ngọc Sơn rất hãnh diện. Rồi hoặc là đến những cái buổi nhạc hát thính phòng nhỏ ở Hà Nội thì mình hát những bài hát như Thuyền Về Biển, Em Ơi Hà Nội Phố, một số ca khúc khác nhau. Và những bài hát nhạc nước ngoài và nhạc trữ tình, nghĩa là trộn lẫn mọi thứ. Và khi ra một không gian náo động mà hát cho một sự kiện
thì Ngọc Sơn nói thôi bây giờ chương trình không có nhiều, Ngọc Sơn chỉ ra hát 4-5 bài thôi. Thì Ngọc Sơn chỉ nhảy tưng để kích động mọi người vui lên, cái hoạt náo lên. Thì đó là tất cả những cái hành trang mà Ngọc Sơn đã chuẩn bị và đã rèn luyện. Từ hồi bước lên sân khấu là Ngọc Sơn đã ý thức rằng Ngọc Sơn phải hát tất cả các thể loại nhạc, làm sao cho nó phù hợp đúng với môi trường đó. Có một điều này em nhận thấy trong rất nhiều bài của anh Ngọc Sơn thể hiện trên sân khấu, có thể vì anh ảnh hưởng với chất của ông vua nhạc pop Michael Jackson đúng không ạ? Nhưng mà khi anh đưa những điệu nhảy đó vào trong những bài ballad của mình, có bao giờ anh nhận được phản ứng trái chiều từ khán giả không? Tất cả những gì đầu tiên là đều cũng bị nhận coi như là gạch đá của dư luận. Có nhiều người thích vui 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 đó, người nói thôi tôi thích Ngọc Sơn là thích coi như là nghiêm chỉnh vậy đó, hát trữ tình lên tình ca nó nhảy là cái gì. Nhưng mà sau này họ quen và họ hiểu rằng cái đó là một cái thể hiện và Ngọc Sơn cũng không đi quá lố một cái điều gì hết. Em rất bất ngờ với cái tư duy mà anh nói. Có nghĩa là thưa quý vị, người ta hay nói rằng là người ca sĩ là chỉ có giọng hát hay thôi là được. Nhưng mà ở một cái thời của anh Sơn, mà anh Sơn anh có thể tư duy được rằng là không, chúng ta không thể chỉ hát bằng giọng, hát bằng đầu gối, hát bằng chân, hát bằng tay. Và cái quan trọng anh ấy nói là gì thưa quý vị biết không? Thưa quý vị, đó là hát bằng trí não. Sự kiện này tôi phải hát cái này, event kia tôi hát cái kia, đám cưới tôi hát bài này, cái nào tôi nên hát 4 bài, cái nào tôi hát 5 bài. Thưa quý vị, đúng không anh? Từng cái tính toán đó nó làm nên một cái người nghệ sĩ, một người danh ca. Thưa quý vị, mặc một chiếc áo siêu sao mà 30 năm trời rồi thưa quý vị. Một chiếc áo siêu sao đã 30 năm trời. Em cũng như vậy, mọi người cũng biết là em không phải là cái người là có giọng hát là gọi là xuất sắc trời ban gì. Nhưng mọi người hay nói rằng là em ở đây ngày hôm nay là bởi vì em sử dụng cái này rất là nhiều. Vậy thì cho em hỏi anh Sơn là ngoài cái việc mình trao đổi cái năng lượng với khán giả ra, thì trong 30 năm đó, cái chiến lược, cái chiến thuật nào anh đã vẽ ra cho bản thân mình để thay đổi, để hòa nhập với thời đại? Anh gom gọn tất cả những điều em hỏi bằng anything less than the best is the felony. Nghĩa là trong cái câu rap của rapper Vanilla Ice thì nói là tất cả những thứ thấp hơn cái tốt nhất đều là tội lỗi. Đối với người nghệ sĩ, nghĩa là phải đi to the top, go to the top, nghĩa là phải học, lao động hết mình. Em nhớ ngày xưa hình anh Sơn cover hay là hát gì đó liên quan đến Joy, mà để ban nhạc đó khi mà qua Việt Nam có gửi lời cảm ơn anh. Anh có thể kể câu chuyện này không ạ? Ban nhạc Joy thì đầu tiên bài hát bài touch. Do it with you, do it night and day. You're my own time lover. Do it, we still do it night and day. Do it night and day nghĩa là chúng ta vẫn làm nó mỗi đêm và ngày. Thì Ngọc Sơn đã đem ra bài này ra Hà Nội trong gala 90 cùng với bài See Tantum Hearty và hát với lòng mẹ. Đó là những cái mà Ngọc Sơn học hỏi rất nhiều, những ca khúc rất nhiều. Thưa quý vị, là tất cả các bí quyết anh Sơn chỉ gói gọn thôi, đó là sự khiêm tốn. Em không hề thấy anh nói rằng là anh có chiến lược hay chiến thuật gì, nhưng một câu là đại gia đình, hai câu là đại gia đình. Bảo làm sao mà đến bây giờ đại gia đình kín trường quanh vì anh ngày hôm nay, đó là lý do. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với đêm ca múa nhạc tập kỹ với sự có mặt của siêu sao ca nhạc Ngọc Sơn. Hùng hồn to lên với tôi nào quý vị. Siêu sao ca nhạc Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, Ngọc Sơn. Wow, quá là rất ấm lòng. Kính thưa quý vị, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là một bầu sô ca nhạc và kiêm luôn đạo diễn âm nhạc, đạo diễn hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hậu đài, hậu kỳ, bán vé tôi bán luôn. Kính thưa quý vị, tối năm nay chúng ta rất là may mắn khi mà được lắng nghe một giọng ca để đời, một giọng ca làm tỏa sáng cái bầu trời đêm, một giọng ca làm náo nức lòng người. Chút nữa chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca này. Và ngay bây giờ chúng ta không quên nói về các nội quy của khán phòng. Chúng ta hãy mau tiến vào bên trong. Vé mỗi người cầm trên tay, người lớn, vé người lớn, trẻ em, vé trẻ em, không kèm trẻ em nha quý vị ơi. Con, gái, ngồi xuống. Ngồi xuống, coi ca nhạc là không đứng lên ghế, đó, như vậy mới là văn minh. Đó, anh trai, thả nhỏ xuống anh. Trời đất ơi, coi ca nhạc mà cổng nhỏ trên vai, coi ca nhạc chứ không phải coi múa lân nha. Dạ, cảm ơn mọi người.
À, cho tôi hỏi, ở đây mọi người có ai đã từng yêu chưa? Có ai đang yêu không ạ? Yêu nhiều không? Vậy thì trong tình yêu, yêu nhiều thì chắc chắn phải có giận hờn đúng không ạ? Chính vì vậy, rất nhiều ca nhạc sĩ đã mang cái sự giận hờn đó vào trong cái bài hát của họ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Giận Hờn 2 qua tiếng hát của nam ca sĩ Quách Tuấn Du và siêu sao ca nhạc Ngọc Sơn. Ngọc Sơn xin kính chào bà con cô bác, các chị và các bạn. Còn chung bước khi biết đôi mình vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời mà như ta cách xa vời, có ai biết được tình yêu là thế. Lỗi anh lỡ hẹn nhưng rồi không đến. Ai biết ông trời làm lệ rơi, tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ ngồi ngóng trông hoài. Nhưng nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiếu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu chìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình buộc đôi đường. Đại đình không quên ngôi sao ca nhạc đã lên Quách Tuấn Du. Quách Tuấn Du xin chào tất cả quý vị, lời chào trân trọng nhất. Và đây cũng là bài hát trữ tình đầu tiên Ngọc Sơn đào tạo và hát, còn cả nhà nghe có hay không? Vỗ tay lớn lên nha. Lối anh đã hẹn nhưng rồi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi, tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ ngồi ngóng trông hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiếu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu chìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình buộc đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ. Dần hơn đời.
Vâng, đại gia đình yêu Ngọc Sơn rất cảm động và Ngọc Sơn muốn rằng các học trò đàn em, con em mình luôn luôn được đại gia đình yêu mến, yêu thích. Và sau đây là cả nhà vỗ tay lớn lên mà ngôi sao ca nhạc trữ tình Quách Tuấn Dư. Cảm ơn danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Quách Tuấn Du và đặc biệt phần mở màn rất ấn tượng của nghệ sĩ Hữu Tín. Anh làm hết tất cả. Nếu như ngày xưa mà bây giờ chúng tôi làm như này mà có một mình anh ấy thì chắc chúng tôi cũng hết việc luôn. Và không biết là Hữu Tín cảm thấy như thế nào, bạn có cái ấn tượng gì trong mắt của Hữu Tín về danh ca Ngọc Sơn không? Bạn có thể chia sẻ luôn được không? Dạ, anh Ngọc Sơn đây là một idol trong tim của Tín về cái dòng nhạc trữ tình. Thần tượng cũng có thần tượng thưa quý vị. Ca sĩ Quách Tuấn Du đang biết chắc chắn rằng anh cũng sẽ có rất là nhiều người fan hâm mộ đúng không ạ? Nhưng mà anh cũng lại rất là thần tượng Thành Ngọc Sơn. Và cảm giác như thế nào khi mà mình được song ca với cả danh ca Ngọc Sơn ạ? Xuất phát từ là lòng hâm mộ cũng như là sự kính trọng Quách Tuấn Du. Từ thuở bé cũng đã là một cái em bé leo rào xem những chương trình ca nhạc, giống như là hôm nay tái diễn lại cái khung cảnh là tập kỹ. Thì đã từng thấy được Du đã gọi là ba nuôi, thì cho phép Du được xưng danh là ba. Thì Du đã từng thấy ba trình diễn ở tất cả những nơi sân khấu mà mình không nghĩ rằng là một ngày nào đó mình trở thành một người ca sĩ đồng nghiệp, được xuất hiện trong một cái chương trình ca nhạc chung với nhau ở khắp các tỉnh thành, được đi lưu diễn chung với ba ở những cái thời kỳ mà các đoàn ca nhạc đang nở rộ. Thời gian đó Du hát dòng nhạc trẻ, thì sau khi kết thúc phần trình diễn của mình thì luôn luôn ra phía sau hậu trường và chờ đợi phần trình diễn của ba. Thực sự ngày xưa chỉ có một siêu sao duy nhất bị hát ở cuối chương trình, bởi vì chỉ có những cái người có sức ảnh hưởng lớn để có thể giữ chân khán giả đến 1-2 giờ sáng. Thì Quách Tuấn Du chờ ba trình diễn để mà xem cái cách trình diễn của ba và cái cách hát của ba như thế nào. Bản thân Du hát nhạc trẻ nhưng từ nhỏ đã mê dòng nhạc của ba, và nghe từ những cái cuốn băng cassette Lòng Mẹ rồi Đêm Buồn Phố Thị, Bỏ Phố Lên Rừng, tất cả những cái bài hát đó in sâu vào máu. Nhưng mà không ngờ một ngày nào đó được chạm đến và được ba nhận làm con nuôi trong một cái chuyến lưu diễn, khi mà Du tâm sự là Du không còn cha và mất cha lúc 10 tuổi, cho nên là ba cảm động và cảm thương, cho nên là nhận Du làm con nuôi từ lúc đó, năm 2006, phải không ba? Dạ. Đầu tiên thì Ngọc Sơn thấy là mình hát về rồi có cậu nào cứ ngồi ngó ngó hoài. Thần giao cách cảm của mình rất là cao. Chỉ cần nhìn sơ ánh mắt của đại gia đình thôi, Ngọc Sơn đã hiểu và yêu rồi. Huống chi một cái cậu bé mà đã có cái tình cảm dành cho mình nặng như vậy thì rất là cảm động. Thường thường hát thì rất là mệt, nhưng mà cậu này ngồi tới cuối cùng dành cái tình cảm mình cũng thấy quý lắm, thấy thương lắm. Có những đêm hát cho đoàn cả một nửa tháng, con thấy không? Ba cho con nói này đi, tại vì những điều này là con là chứng kiến nhiều nhất. Những đêm mà mưa gió bão bùng, đoàn ca nhạc coi như là phải ngưng mấy đêm, đôi khi cũng cả tháng, thì tất cả anh em trong đoàn không ai có lương hết, mà những là hậu đài rồi băng nhạc, âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ, bầu show thì cũng không còn chi phí để mà trả cho những người đó nữa. Mà ba quyết định ba trụ lại ở đoàn, và ba dùng những cái khoản tiền mà trước đây ba đã từng được nhận từ bầu show, ba cho lại tất cả những anh em trong đoàn. Đó là một điều mà Du cảm kích và kính trọng cho đến bây giờ. Du nghĩ rằng là Du sẽ học hỏi ba ở điểm này. Xin chân thành cảm ơn nam ca sĩ Quách Tuấn Du, cảm ơn Hữu Tín. Biết là bận chứ không là cũng mời lại làm MC luôn. Ngày hôm nay đã đến đây và cùng với cả nam danh ca Ngọc Sơn mang lại một món quà rất là đặc biệt cho quý vị khán giả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta hãy tạm nghỉ một ít phút, sau đó sẽ có những bất ngờ tiếp theo dành cho tất cả quý vị. Dạ, con gái em tên là Phạm Ngọc Sơn. Wow, tức là đến đời tiếp theo. Còn đây Trúc Sơn là con của ông anh ruột. Wow, các bạn ơi. Thưa quý vị, trong suốt 22 năm làm nghề của em chưa gặp một fan nào như thế này cả. Năm muộn con xưa ấm những cánh dài. Khi theo cha vào Nam thì ở Tâm Hải, một vùng đảo, thì cha nhường cái áo bằng tô, băng tô cho mình nằm, mà mình đêm mình gớm mắt mình thương cha và nhớ mẹ lắm, tình cảm rất kỳ lạ lắm. May mắn và có được cha mẹ cho nó giờ này. Quý vị đang theo dõi chương trình Bài Hát Đầu Tiên của Đài Truyền Việt Nam, và ngày hôm nay chúng ta có nhân vật chính, đó chính là danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Từ đầu chương trình đến giờ, Giang thấy không có một giây, một phút nào mà anh Sơn ngừng nhắc về đại gia đình. Đó là những cái người hâm mộ chân thành của nam danh ca Ngọc Sơn. Nhưng mà mỗi một cái nghệ sĩ sẽ có một tên gọi cho những người hâm mộ của mình khác nhau, và anh Sơn coi đó là đại gia đình của mình. Thì không biết là trong cái quá trình là hoạt động nghệ thuật thì anh Sơn có một cái kỷ niệm nào vui với cả một cái
thành viên nhỏ trong đại gia đình nào của mình không ạ? Thực sự toàn chuyện cảm động không à? Mình nhớ toàn những chuyện gì cảm động không à? Giống như hồi đó ốm nhom 48kg thôi, chắc có lẽ là mình nhờ ốm hay sao á, được đại gia đình thương lắm. Có người thì cho bánh. Ơ Ngọc Sơn nè, Ngọc Sơn nè, trời, Ngọc Sơn đi đâu, người Quảng Nam luôn. Đó gọi là trời ơi, thương quá trời. Cái là cho cái bánh mì, rồi mình cũng cầm mình ăn, mình cũng mừng lắm. Hồi đó đi hát thì tiền cố gắng mua một quần áo cho tươm tất một tí, không dám ăn, bởi nhịn đói. Đôi khi tập trên sân khấu bị xỉu luôn đó. Và có một chị nào bên chợ Cầu Muối, chị mới nói là Ngọc Sơn em ốm quá à, em nên ăn củ cho nó mập, nhiều cái loại khoai môn rồi cà rốt này đó, một tuần đem lên 4 lần cho Ngọc Sơn, đem lên gửi ngay dưới ký túc xá đó. Ngọc Sơn hầm ăn mặt xúc động rơi nước mắt. Chúng tôi cũng rất hy vọng là đang ngồi xem trước màn hình đâu đó sẽ có chị mà đã từng nói anh Sơn là nên ăn khoai để béo, và không biết là anh có mập lên từ lúc đó không ạ? Cũng khỏe lên về cả phấn chấn tinh thần. Và khi năm 90 ra Hà Nội báo cáo với đại gia đình lên được 2kg, đó là 50kg. 50kg. Thưa quý vị, nhưng mà đấy quý vị thấy không? Nhiều khi là không phải là cứ là món quà gì là to tát thì người nghệ sĩ họ mới ghi nhớ, họ mới cảm động đâu. Đôi khi là cái sự quan tâm nhỏ nhặt, đôi khi là cái ổ bánh mì đúng không anh? Thời điểm đó đã khiến cho anh rưng rưng như thế này rồi. Anh đang nhìn thấy ở dưới kia có rất nhiều bạn hô tên anh Ngọc Sơn hay là hòa cùng câu chuyện của chúng ta. Nhưng hôm nay sẽ có một fan đặc biệt. Chúng ta sẽ mời một bạn fan có trùng tên với cả anh Ngọc Sơn. Xin chào em có thể giới thiệu qua về mình được không? Dạ, em tên là Thiện Minh Sơn ạ. Dạ, con chào thầy, chào hai MC rất là xinh đẹp ạ. Rồi, hôm nay tôi cũng đã được cho vào bảng xinh đẹp luôn rồi. Cảm ơn Sơn. Em hâm mộ anh Ngọc Sơn từ khi nào? Dạ, gia đình của Thiện Minh Sơn là hâm mộ thầy là rất là lâu rồi. Ảnh hưởng từ cha mẹ. Lúc tụi em còn nhỏ đó, thì cha mẹ thường bắt cái cassette nghe nhạc của thầy Ngọc Sơn. Cho anh hỏi một chút, tại sao em lại gọi là thầy? Dạ, có nghĩa là em hâm mộ thầy quá, rồi em xin thầy nhận em là học trò thôi. Wow. Đầu tiên là phải nói là đúng là thầy. Tại vì sao vậy không? Quý vị ơi, cái khuôn miệng là y chang nha. Chắc em vừa nói với anh cùng với tất cả khán giả là cả gia đình em thích anh Ngọc Sơn. Em có thể kể kỹ hơn không? Thì ba cũng thần tượng và mẹ cũng thần tượng. Lúc đó ba mẹ mới quyết định là đợt tất cả các con còn lại đều tên Sơn hết. Chỉ khác chữ lót thôi. Gia đình em có bao nhiêu anh chị em nhờ? Dạ, em có 7 anh chị em tên Sơn hết. 7 anh chị em đều tên Sơn? Dạ. Con trai, con gái đều tên Sơn? Dạ. Ôi, fan hâm mộ của anh quý quá anh ạ. Em chưa bao giờ gặp quý vị ơi, trường hợp này. Quý vị có thể hình dung ra là một cái con người họ cũng lớn lên, họ cũng lao động, họ cũng cống hiến một cách là vô tư. Mà đâu đó họ không hề hay biết rằng là có một cái gia đình mà bị ảnh hưởng đến cái mức độ mà yêu quý đến cái mức độ mà đặt tên hết cả 7 người con của mình là Sơn. Thưa quý vị, cái Giang em ngồi em tưởng tượng thôi, 30 năm nữa có cái gia đình nào mà từ Tiền Giang, Hậu Giang rồi Phương Giang gì là em cảm thấy là em không tự hào như anh Sơn nha. Và cái đó là không phải ai cũng làm được thưa quý vị. Nhưng làm thế nào để cha mẹ em phân biệt các Sơn khác nhau nhỉ? À, để em kể, thứ hai là Vũ Sơn, Vũ thứ Sơn. Ba là Huệ Sơn, thứ tư là Bích Sơn, thứ năm là Giang Sơn, thứ sáu là Diễm Sơn, thứ bảy là Hoàng Sơn, thứ tám là Thiện Minh Sơn. Wow. Thiện Minh Sơn là em đúng không? Dạ, em là Út á. Và không hề có ai tên là Ngọc Sơn cả? Dạ có luôn ạ. À, dạ có con gái em tên là Phạm Ngọc Sơn. Wow, tức là đến đời tiếp theo. Khi em chưa có gia đình thì em nghĩ trong đầu rồi, nếu mình có con mình sẽ đặt là Ngọc Sơn, tại vì quá thần tượng thầy. Còn đây ngồi kế bên em là Trúc Sơn, là con của ông anh ruột. Và ông anh ruột sanh ba đứa. Đứa thứ hai là Ái Sơn, thứ ba là Trúc Sơn, và thứ tư là Thái Sơn. Wow, các bạn ơi. Thưa quý vị, trong suốt 22 năm làm nghề của em chưa gặp một fan nào như thế này cả. Cho anh hỏi em là kỷ lục Guinness Việt Nam đã đến nhà em bao giờ chưa? Chưa có một gia đình nào anh nghe thấy nhiều tên Sơn đến như thế. Dạ, cho em xin nói một điều này nữa. Là ba mẹ em có chăn chối khi ba mẹ qua đời á, thì tất cả các con cháu sau này đều phải đặt tên Sơn. À, thực sự Ngọc Sơn cảm nhận được cái tình cảm nó ghê gớm lắm, mà Ngọc Sơn chưa có trả hết được cái ơn nghĩa. Ngọc Sơn nghĩ trong đầu là thôi, có kiếp sau tôi trả lại. Nhưng Ngọc Sơn được không, kiếp này hy sinh hết, kiếp này hy sinh tất cả các mọi thứ vui, mọi thứ hưởng thụ dẹp hết, dẹp hết. Con cầu cho con khỏe lại, con trẻ lại. Con cầu cho con một nội lực khủng khiếp
để con tiếp tục công hiến cho đại gia đình. Con tiếp tục viết những nốt nhạc để cho đại gia đình nghe những nốt nhạc của con yêu thương nhau hơn, có một tình cảm yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em, sống tốt với nhau để cho cuộc sống khi làm người nó phải tốt đẹp hơn nữa. Mà Ngọc Sơn có nhiều điều muốn nói, xin cảm ơn đại gia đình. Lúc nhỏ em rất là ham chơi, mà khi em đã biết thầy rồi là em sửa rất là nhiều. Em có hiếu thảo với cha mẹ, và nói chung là thầy Ngọc Sơn là ảnh hưởng rất nhiều để cho em thành công. Giang chắc chắn rằng là cái tình cảm đó nó không phải chỉ bởi vì đơn thuần là hâm mộ về giọng hát. Đây là một cái quá trình theo dõi cái đạo đức, cách sống, Con người của một người nghệ sĩ. Và người ta thay đổi để cả một cái thế hệ, cả một cái gia đình của họ, cuộc sống họ tốt hơn. Và Giang nghĩ cái sự hâm mộ này là bởi vì anh là một cái người ngoài nghệ thuật ra, anh đã cống hiến, đã là một cái người có ích cho xã hội, và đúng cái đạo đức, và luôn luôn truyền đi cái năng lượng tích cực. Và em nghĩ rằng là anh xứng đáng có được những cái người fan như vậy. Và đặc biệt là anh xứng đáng được đại gia đình ở bên cạnh và ủng hộ anh như ngày hôm nay. Đặc biệt hơn nữa thì chúng ta có thể thấy ngay được tình cảm của anh Sơn dành cho đại gia đình. Cứ khi nào anh nhắc đến đại gia đình, đây là lần thứ hai anh khóc trong chương trình rồi. Bởi vì anh đang dành những tình cảm nhiều nhất của mình cho đại gia đình đó. Dạ hôm nay em cũng có chuẩn bị tặng quà cho thầy á. À có cả tặng quà luôn à. Thật sự là quý quá. Có đến với chương trình này thì chúng ta mới thấy được những câu chuyện cảm động như thế nào. Và cá nhân tôi cũng thực sự có rất nhiều cảm xúc lúc này. Dạ con có món quà tặng thầy. Chắc là mình mở luôn được không ạ? Mình khoe tình cảm của đại gia đình đi anh. Vâng. Một chữ tuyệt vời, đó là chữ hiếu ạ. Ngọc Sơn xin dành chữ này tặng cho người mẹ. Và thực sự mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ đã đẻ ra con. Người ta nói là Ngọc Sơn chăm lo cho mẹ, chứ thực sự mẹ chăm lo cho Ngọc Sơn không à. Con không biết nói gì, con gửi tặng cho mẹ. Một món quà rất ý nghĩa từ fan. Và một món quà còn ý nghĩa hơn của danh ca Ngọc Sơn ạ. Con đi cách biệt phương
còn đâu bao dấu yêu xưa, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hằng cực khổ cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm gió lạnh cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm nào đau khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn ta lại bà cha nằm mồm con, sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa già dấu yêu. Tôi mời cô lên sân khấu ạ. Chúng ta hãy cùng một lần nữa cảm ơn hai bài hát vừa rồi. Cảm ơn anh Ngọc Sơn. Và đặc biệt hơn, chúng ta hãy cảm ơn các thành viên của tổ chức cộng đồng Đĩa Câm Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là họ không nói ra, không hát ra bằng lời được, nhưng mà cái giọng hát của anh Ngọc Sơn vang lên và thay cho tất cả những cái tình cảm của trong lòng của họ. Và nó vẫn tràn đầy cảm xúc như thế, nó vẫn đong đầy cảm xúc y chang như vậy. Điều đấy có nghĩa rằng là cái giọng hát của anh nói thay tấm lòng của rất là nhiều người. Và em nghĩ rằng là ngồi dưới đây có các bậc cha mẹ chắc chắn nó cũng sẽ rung động, đúng không quý vị? Cho nên là em phải nể phục anh quá nhiều vì cái cách anh truyền đạt một cái tác phẩm đến với quý vị khán giả. Bài hát
Vừa rồi thì chúng ta nghe hai bài hát, anh Sơn dành hết tình cảm cho cha mẹ của mình. Nhưng em được biết lúc đó thì anh Sơn viết những bài này là những bài đầu tiên và còn rất nhỏ, hình như mười mấy tuổi đúng không ạ? Hồi 4, 5, 6 tuổi đó, thì tự nhiên có trong lòng mình thương cha thương mẹ mà hay khóc. Khi theo cha vào Nam ngày 75 thì ở nằm trong biển ở Tam Hải, một vùng đảo, thì cha nhường cái áo băng tô cho mình nằm, mà mình đêm mình rớn mắt mình thương cha và nhớ mẹ lắm. Cái tình cảm nó kỳ lạ lắm, may mắn và có được cha mẹ cho nó giờ đây. Và ba là người trưởng đoàn văn công quân khu 5 miền Nam tập kết, và ba thích đàn bầu rất giỏi và thích hát đàn bầu và dạy cho con. Thì những cái giai điệu quê hương nó ngấm vào lòng và mình tự nghĩ ra những cái câu nhạc đó. Thời đó mình nghĩ trong lòng mình thôi. 17 tuổi đã viết và hát cho mẹ nghe thử. Khi mà được bước lên sân khấu chuyên nghiệp hát thì những cảm xúc từ từ nó vỡ òa. Nói chung là nó âm nhạc nó ngấm vào trong máu rồi. Sau này mình vào Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam thì mình hiểu và phân tích được tất cả các thể loại nhạc nó ở trong cung nào và nốt nào. Sau đó mình vừa dùng cái năng khiếu của mình, cái máu của mình, và dùng học thuật để trộn vào để đưa ra những ca khúc tiếp theo. Đây là những bài hát đầu tiên của Nam Danh Ca Ngọc Sơn. Cả cuộc đời người nghệ sĩ, thưa Nam Danh Ca, là đi tìm bài hit. Gặp được cái nhạc sĩ nào mà sáng tác cho mình bài hit là đã quý rồi. Mà tự mình mà sáng tác hit cho mình thì cái này em nghĩ là chắc là mọi người ước ao nhiều lắm. Cái cảm giác, cái sáng tác của mình mà nó trở thành hit, thời điểm đó nó như thế nào anh? Ngọc Sơn nói thật, Ngọc Sơn đạp xe lên đầu tiên đến Đầm Sen, hồi đó là quý 87 là còn cái như là toàn vũng xình lầy với gì không. Mình nói, các anh em ban nhạc ơi, đánh dùm cho Sơn cái này, bài này, đánh đại đi, hát đại đi. Thì mình mới đem bài Lòng Mẹ ra hát, thì đại gia đình yêu thương. Những ánh mắt tình cảm như khao khát một có một cái gì đó đó, nó mãnh liệt lắm, nó truyền cho Ngọc Sơn. Ngọc Sơn hát về kể với Quyền Linh nghe, với anh em ấy, trong cái chương nghệ thuật sân khấu ấy. Quyền Linh cũng lấy xe đạp, chiếc xe sừng ngang sang lắm, chở Ngọc Sơn đi hát. Người ta không ngờ đại gia đình lại thương như vậy. Một người không có học, không cần phải, tôi không idolize, tôi không cần học nhạc, tôi không biết gì hết, tôi cần biết yêu và không yêu mà thôi. Thì đại gia đình đã chọn Ngọc Sơn. Thì 3 ngày sau các nơi đều nghẹt cứng hết, mọi người yêu thương Ngọc Sơn. Mà thực sự trong suốt mấy chục năm anh nghĩ đến là khóc, về nhà cũng vậy. Và lấy cái tình cảm đó, nhìn cái ánh mắt, cái nụ cười của đại gia đình, lấy những cái động lực cho mình, coi như là chiến đấu với chính mình cho đến bây giờ. Vâng, cảm ơn anh. Có lẽ rằng những tình cảm chúng ta thấy được ngay trong câu chuyện của anh Ngọc Sơn. Điều quan trọng, một yếu tố rất quan trọng để tạo nên những bản hit, bởi vì đó là tình cảm thật, đúng không anh? Cái nhiệm vụ Ngọc Sơn là làm cho đại gia đình vui, vui lên, cho nên là như vậy. Nhưng mà hôm nay thì xin lỗi đại gia đình, Ngọc Sơn không kềm được xúc động, đã có như một chút nước mắt, xin đại gia đình thông cảm. Thưa quý vị, theo Hương Giang thì cái bài hát đầu tiên của bất kỳ một người nghệ sĩ nào nó cũng sẽ thể hiện cái sự trăn trở, cái tình cảm người đó đặt lên. Có những người họ sẽ chọn Tình Yêu Đôi Lứa, có người thì họ muốn bắt đầu với cả quê hương đất nước, và anh Sơn thì bắt đầu với tình cảm cha mẹ. Và ngày xưa mọi người gọi là nhạc sĩ tại vì người ta nghĩ rằng là âm nhạc thì phải là giúp cho con người ta tích cực lên, không nên là chìm đắm trong những cái sự ủy mị, sướt mướt. Vậy thì anh đã thay đổi cái suy nghĩ đó như thế nào và chiến đấu với cái công cuộc đưa vào trong nhạc sến những cái chủ đề về gia đình, những cái chủ đề mới lạ, những cái tính tích cực, hoặc là có ủy mị thì phải ủy mị một phong cách thật là Ngọc Sơn? Thưa đại gia đình, là Ngọc Sơn đã nghiên cứu, lớp của Ngọc Sơn là mở mang tất cả các thể loại nhạc và cũng không chê bai một loại nhạc nào. Thời đó là học theo phong trào modern nhạc trẻ, thì Ngọc Sơn thấy nhạc sến hồi nhỏ là nghe rất là nhiều, nghĩ là trong đầu sẵn rồi, mình sẽ viết những giai điệu tình cảm này, quê hương này, mình đưa vào những cái bài hát về nó mang tính tích cực, cũng yêu mà yêu tích cực. Mọi người nói ôi sến có ủy mị quá, nhưng Ngọc Sơn thấy đó là nhạc tình cảm thôi. Sến đây sến nghĩa sến tình, như bóng với hình, yêu lắm mình ơi. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tối. Mọi người thấy là ủa sao ông hát vang vậy? Lòng đầy lâu sầu nhớ. Nghe như relax đó, cái điều đó là cái điều Ngọc Sơn muốn truyền tải. Bài hát đầu tiên.
Xin được chào đón quý vị cùng quay trở lại với chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Ngay bây giờ thì sẽ là phần dành cho tất cả các bạn khán giả. Và phần này chúng ta có thể nhìn thấy Hương Giang đã ở dưới kia rồi. Thưa quý vị, một trong những phần đặc biệt của chương trình Bài Hát Đầu Tiên đó chính là chúng ta sẽ có cơ hội được chơi trò chơi, đặt ra thử thách với thần tượng của mình trong chương trình. Và với một cái người đa tài như anh Ngọc Sơn, vừa là danh ca vừa là nhạc sĩ, dĩ nhiên là thử thách của chúng ta sẽ rất khó thưa quý vị. Một trong những trò chơi đang làm mưa làm gió ngoài cộng đồng đó chính là trò chơi nối chữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nối một cách bất chợt và đưa ra thử thách. Và ngay sau đó, với những chữ đã được nối, anh Ngọc Sơn sẽ phải ngay lập tức sáng tác thành một ca khúc ở trên đó và sẽ đánh đàn để tặng lại ngược lại cho tất cả quý vị khán giả dưới này, đúng không ạ? Giang sẽ bắt đầu với cụm từ là tôi chiều em quá. Ai ạ? À, ai sẽ đưa ra những từ nối đầu tiên ạ? À? Xin mời. Dạ thưa chị, em xin đối lại là quá đáng lắm luôn ạ. À. Tôi chiều em quá nên em quá đáng lắm luôn. Tiếp theo là gì ạ? Rồi xin mời bạn đeo kính đi, bạn nữ đeo kính đây. Dạ. Dạ tụi em là luôn luôn bên em. À. Tôi chiều em quá nên em quá đáng lắm luôn, nhưng mà tôi vẫn luôn bên em đúng không? Câu cuối cùng. Nhưng anh không buồn. Nhưng anh không buồn. Em quá đáng lắm luôn. Luôn luôn bên anh. Luôn luôn bên anh. Nhưng anh không, buồn. Không buồn. Suy ra 4 câu là không câu nào vào câu nào nhá. Và bây giờ là nhiệm vụ của anh là với 4 câu mà không câu nào vào câu nào như vậy mà vẫn phải hát thành một đoạn. Tôi chiều em quá, quá đáng lắm luôn. Luôn luôn bên em nhưng anh không buồn. Cái này bolero không phải. Không phải phải không? Bây giờ nghe thử. Tôi chiều em quá, quá đáng lắm luôn. Luôn luôn bên em nhưng anh không có buồn. Đây là chỉ là hé mở một chút xíu về ngũ cung. Chính đại gia đình cảm nhận, đại gia đình đang nghe ngũ cung trên bolero. Xin cảm ơn. Có lẽ rằng với những người học nhạc như chúng tôi thì ngũ cung là đơn giản, nhưng với các anh các chị, với những khán giả thì chúng ta chỉ nghe về màu sắc thì sẽ biết được ngay ngũ cung. Ngũ cung là một cái gì đó rất là Việt Nam. Quý vị đừng nghĩ là nó xa vời và học thuật gì quá đúng không ạ? Nó rất Việt Nam và cứ nói đến ngũ cung thì chúng ta sẽ nghe được ngay những giai điệu của Việt Nam, kiểu Việt Nam trên đó. Và Ngọc Sơn đã sử dụng rất nhiều cái ngũ cung trong âm nhạc. Và tại sao nhạc trẻ của Ngọc Sơn tự nhiên nó nghe cái mức tình tình đúng không? Xin cảm ơn đại gia đình đã lắng nghe. Xin cảm ơn thử thách vừa rồi của nam danh ca và nhạc sĩ Ngọc Sơn. Quý vị có thấy hài lòng không ạ? Và vừa rồi thì chúng ta sẽ phải cảm ơn khán giả đã cho những dữ liệu để anh Ngọc Sơn có thể thể hiện ngay trên sân khấu và chứng minh cho các bạn biết ngũ cung màu sắc như thế nào. Còn bây giờ thì có một thể loại nhạc mà em đang rất muốn anh Ngọc Sơn tặng tất cả khán giả. Quý vị có biết Thuyền Vào Biển không ạ? À, thưa đại gia đình, bài này là một ca khúc Ngọc Sơn lên Nha Trang thì liên hoan ca múa nhạc nhẹ Nha Trang của các nhạc viện Hà Nội, nhạc viện Hải Phòng, đoàn ca nhạc tháng 8, đủ các đoàn lên thi hết. Thì Ngọc Sơn đoạt giải ca sĩ xuất sắc nhất và được yêu mến nhất với bài hát Thuyền Vào Biển. Bây giờ đại gia đình, Ngọc Sơn muốn tái hiện lại điều đó. Đại gia đình là giám khảo, Ngọc Sơn là thí sinh. Được không? Ngọc Sơn xin kính chào hội đồng giám khảo, các cô chú, các anh chị và các bạn. Và sau đây, Sơn xin được phép dự thi bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu, Thuyền và Biển. Chỉ có thuyền mới yêu, biển mênh mông như chỉ có thuyền mới biết thuyền đi đâu về đâu những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ những ngày không gặp nhau lòng thuyền đó dạn vỡ nếu từ
giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Em yêu, nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn cảm ơn thí sinh Ngọc Sơn. Các bạn khán giả ơi, các giám khảo ở dưới kia, các bạn cho thí sinh Ngọc Sơn bao nhiêu điểm ạ? Bao nhiêu ạ? Tất cả khán giả trong vai giám khảo dưới đã cho anh 10 điểm rồi. Nhưng mà nếu quý vị để ý thì sẽ thấy là cách hát thường của anh Sơn không được sử dụng trong bài này. Một kiểu hát mang nhiều chất opera hơn, nhiều kỹ thuật hơn, đúng không ạ? Anh có thể giải thích về cách lấy hơi như thế nào khác gì với cách lấy hơi thường của anh khi hát? Đây là hỏi một câu rất là sắc này. Là trong âm nhạc, nhạc gọi là xến bolero, Ngọc Sơn có sử dụng không? Dạ thưa đại gia đình, có. Từng câu, từng chữ, từng nốt có hết. Mọi người thấy là ủa sao ông hát vang vậy? Lòng đầy lo sợ nhớ, nghe như relax. Đó, cái điều đó là cái điều Ngọc Sơn muốn truyền tải. Hát như người ta tưởng như là không có sử dụng. Cái đó tùy theo từng bài. Và thì opera thì Ngọc Sơn sẽ kết hợp một số cái. Nó có hơi, nó có trong cái cổ điển vẫn giữ cái đó. Nhưng mà kết hợp một cái nó nhẹ nhàng hơn một tí. Nhưng cho em hỏi là để có được cột hơi như thế, lấy hơi kiểu cách như anh Ngọc Sơn vừa rồi, thì anh có phải tập nhiều không ạ? Tập hơi hay là tập thể hình hay là tập về sức khỏe? Nếu như mà có mà ca sĩ nam á, mà có tập tạ thì có lợi hơn. Tập tạ không mà là bảo vệ sức khỏe thì điều đó tốt hơn. Dây thanh đới của mình cũng như chân của mình thôi, cũng có chấn thương có này nọ thôi. Như dây thanh đới của mình thì nếu mà nó là cái cột hơi như thế này, nó khép lại như thế này, mình rung thì nó rung thì nó tạo hơi ra đây. Nó gọi là cục polyp. Khi mà chúng ta hát mệt thì cục polyp sẽ nổi lên ở đây, nó chắn ngay cổ họng, thành ra chúng ta bị khàn. Ép tiếng lắm nó mới ra tiếng. Nhưng mà nếu ép nhiều quá thì nó bị hư thanh đới. Thành ra cái dây thanh đới sẽ giãn từ từ giống như chân mà đá bóng á. Nếu như quý vị mà không biết cách rèn luyện thì là hát càng lớn lên cái giọng càng bị đục xuống. Thì đây là một điều mà Ngọc Sơn muốn truyền đạt lại. Nghĩa là hát về sau, càng về sau giọng càng trong càng khỏe mà âm vực càng rộng. Nhầm người nói ủa sao Ngọc Sơn bây giờ trong veo mà thế thế đó, không phải. Tại vì mình sử dụng cái quãng giọng cao, còn mình có thể sử dụng quãng giọng thấp thì còn thấp hơn nữa. Em không ngờ là anh Ngọc Sơn lại nghiên cứu kỹ thế, kỹ đến cả dây thanh đới. Bình thường ra chúng ta hát và nghệ sĩ hay là ca sĩ hay là những danh ca như kiểu anh Ngọc Sơn nói chuyện với các bạn khán giả thì sẽ không bao giờ nói chuyện câu chuyện này đâu. Nhưng hôm nay tình cờ tôi hỏi nào mà anh lại phân tích cả cho các bạn là dây thanh đới như thế nào. Vâng, cảm ơn anh đã cho các bạn biết. Thưa quý vị, muốn hỏi được như vậy thì tất nhiên là người hỏi cũng phải đầy kỹ năng nha quý vị. Anh Tuấn cũng là con nhà nòi nha quý vị. Nhưng mà đúng là anh Sơn là đúng ra nghĩ rằng là bất kỳ một cái ngành nghề nào chúng ta muốn đi được đường dài, chúng ta muốn bền bỉ thì dĩ nhiên là phải có cái sự luyện tập. Cho nên đã từng có người đồn là anh Sơn đang hát thưa quý vị mà mic nó bị tắt, mà khán giả không hề biết là mic tắt luôn. Giữa hát vào mic và hát bên ngoài nó lại y chang. Đó. Anh Sơn, từ đầu chương trình đến giờ thì anh đã trình bày rất là nhiều bài hát. Đầu tiên cũng có, bài hát gắn liền với thời đi thi cũng có, với thời sân khấu ngày xưa cũng có. Vậy thì khán giả đang rất trông chờ rằng ngày hôm nay anh Sơn sẽ giới thiệu một cái ca khúc nào đó mới. Mọi người có lẽ đã chờ đợi ca khúc mới của anh Sơn rất lâu rồi đúng không ạ? Ngọc Sơn viết rất nhiều, khá nhiều ca khúc mới. Về nhạc pop cũng vậy, khoe thì chắc khoe hoài không hết. Nhưng mà Ngọc Sơn có viết một thể loại về Trung Bộ, nghĩa là một ca khúc mà chưa phát hành. Đó là bài hát Nghệ An trong trại tim tôi.
trở về Nghệ An, nhờ dòng sông Lam nghiêng nghiêng soi ánh trăng vàng. Thề ước năm nào đã nguyên một lòng yêu nhau, thủy chung trước sau dài lâu đến khi bạc đầu, chẳng hề lìa tan trọn tình Nghệ An. Răng rửa chi mô đi mô cũng nhớ quê nhà, bữa cơm dưa cà đậm đà tình anh em, giọng nói thân quen người em xứ Nghệ, để lòng vẫn vương trăm bền ngàn thương. Thành cô Nghệ An cửa Nam đội cung quang trung di tích oai hùng, vượt qua bão bùng giữ tròn ngàn đời kiến trung. Cửa lò hôm nay thuyền ai cá tôm khoang đầy, đẹp tình quê hương Nghệ An hai tiếng thân thương. Về nhà đi thôi Nghệ An trong trái tim tôi. Nhớ về Nghệ An, nhớ dòng sông Lam nghiêng nghiêng soi ánh trăng vàng. Thề ước năm nào đã nguyên một lòng bên nhau, thủy chung trước sau dài lâu đến khi bạc đầu, chẳng hề lìa tan trọn tình Nghệ An. Chi mô đi mô cũng nhớ quê nhà, bữa cơm dưa cà đậm đà tình anh em, giọng nói thân quen người em xứ Nghệ, để lòng vẫn vương trăm bền ngàn thương. Thành cô Nghệ An cửa Nam đội cung quang trung di tích oai hùng, vượt qua bão bùng giữ tròn ngàn đời kiến trung. Cửa lò hôm nay thuyền ai cá tôm khoang đầy, đẹp tình quê hương Nghệ An hai tiếng thân thương. Về nhà đi thôi Nghệ An trong trái tim tôi, đẹp tình quê hương Nghệ An hai tiếng thân thương. Về nhà đi thôi Nghệ An trong trái. Quá tuyệt vời thưa quý vị. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến từ bất ngờ khác đúng không ạ? Không một dòng nhạc nào, không một chủ đề nào có thể làm khó được danh ca và nhạc sĩ Ngọc Sơn. Quá tuyệt vời thưa quý vị. Vâng, và đến giờ phút này thì chúng tôi cũng rất trân trọng được tặng anh một món quà lưu niệm của chương trình. Một món quà rất là đẹp và ý nghĩa. Bài hát đầu tiên. Tấm thân nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Thưa mẹ, kính yêu, con muốn dành tặng tất cả mọi thứ trên cuộc đời cho mẹ. Vâng, một câu nói rất cảm động.
Có lẽ rằng tất cả chúng ta khi ai làm một điều gì đó và đạt được một thành công thì chúng ta cũng hướng tâm của mình, hướng trái tim của mình đến những người làm cha làm mẹ, những người có công đã nuôi dạy chúng ta. Và ngày hôm nay danh ca Ngọc Sơn cũng như vậy, một hành động rất ý nghĩa. Anh muốn trao tặng tất cả những thành công của mình cho người mẹ kính yêu. Xin được chúc mừng cô với một người con hiếu thảo như vậy ạ. Badukku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur. Đây là hai câu nói trong bài hát mà mẹ rất thích. Hai cái câu trong bài hát của Indonesia. Mắt tôi đỏ lên tại vì không phải tôi thiếu ngủ, và người tôi gầy, đầu tiên gầy gò đi vì không phải là tôi thiếu ăn. Nhưng mà tôi nhớ, mẹ con đã nhớ đó mẹ, con nhớ đó là ai? Đó là đại gia đình dấu yêu. Và nhớ lại kỷ niệm xa xưa, đó là những cuối thập niên 80. Đây là ca khúc Ngọc Sơn ra Hà Nội năm 90, mở màn một tháng 100 suất hát ngày cùng văn hóa hữu nghị Việt Xô. Bài hát mang tên là Ôi trái tim của tôi. Si Chantung Hati. Badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur, sedih hatiku karena si jantung hati. Nói lên tất cả tình cảm của đại gia đình dành cho danh ca Ngọc Sơn. Xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình này, đã dốc bầu tâm sự cho chúng em được nghe rất nhiều những câu chuyện về cuộc đời sự nghiệp của mình, cũng như thể hiện tình cảm với đại gia đình và đặc biệt với người mẹ kính yêu của anh. Chúng ta cũng không quên cảm ơn ban nhạc Hoài Sa,
người đã đóng góp rất nhiều trong những phần biểu diễn trong chương trình này. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi phải dành lời cảm ơn đến chính các bạn khán giả. Ngọc Sơn vô cùng xúc động và Ngọc Sơn dùng chữ đại gia đình là không phải chỉ những người nghe nhạc của mình, gồm những người yêu thương xung quanh tại đây, sống với nhau, yêu thương nhau như một tình cảm chân thành, như một gia đình. Đó là một đất nước Việt Nam, đó sự gắn kết hơn 4.000 năm văn hiến. Thì Ngọc Sơn rất cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Sơn có một cơ hội để được gặp đại gia đình, được nói lên một phần nào những lời yêu thương của mình. Và Ngọc Sơn xin cảm ơn tất cả, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ban nhạc Hội Sa cũng như ekip thực hiện chương trình, và xin kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và tất cả những cảm xúc đó chỉ có trên chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Quý vị nhớ đón xem chương trình Bài Hát Đầu Tiên vào lúc 20:30 trên kênh VTV3 tối thứ hai hàng tuần nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.